Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ có buổi tiếp xúc hơn 200 cử tri là cán bộ hưu trí và đại diện cử tri của ba quận Ninh Kiều, Cái Răng và huyện Phong Điền, các vị chức sắc chức việc các tôn giáo theo lịch trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15. Tại buổi tiếp xúc, cử tri ghi nhận và đánh giá rất cao sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả cao của Đảng, Nhà nước về công tác phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế nhằm đảm bảo đời sống nhân dân và ổn định chính trị. Cử tri đề nghị đến Thủ tướng, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ các vấn đề quan tâm như đã có chủ trương xây dựng các tuyến cao tốc trọng điểm đồng bằng sông Cửu Long, chính phủ cần chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ. Chính phủ, Quốc hội cùng các bộ ngành trung ương nên cần quan tâm điều phối phát triển liên kết vùng đồng bằng sông Cửu Long thực hiện thắng lợi nghị quyết 13 của Bộ Chính trị, trong đó trọng tâm là Cần Thơ. Cử tri cũng đề nghị quan tâm đến giá cả xăng dầu, đầu ra nông sản, vấn đề thiếu hụt thuốc bảo hiểm y tế thời gian qua gây khó khăn cho người nghèo.